Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua Gian Enduros 1. Đây là dòng xe rất là đặc biệt, kết hợp giữa dòng xe đua và dòng xe touring, mới nhất về tại cửa em. Với xe được kết hợp giữa tay phanh phụ, giúp các bác có thể đi những kiểu dòng xe touring bằng tay cong, giúp các bác có thể đi dòng xe đua. Xe rất là đa dụng, giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, đây là chiếc xe Gian Enduros 1 mới nhất về tại của em. Khung rất là đẹp các bác nhé, khung dưới này đằng trước. Các bác đi tư thế dòng xe đua cũng không bị mỏi người. Đây em sườn cái xe, tổng thể chiếc xe thì em đánh giá còn rất là mới thôi chứ. Màu ghi Gian Enduros 1, đây là một dòng xe rất là cao cấp của Gian, cũng là một dòng xe rất đặc biệt của Gian sản xuất. Enduros 1 xe có bộ phanh đĩa các bác nhá, các bác có thể qua đi đường xấu cùng với bộ lốp của dòng touring, các bác sẽ thể chinh phục những cung đường xấu được. Cọc yên carbon, các bác có thể thấy những vân carbon của hãng Gian đây, cọc yên nguyên zin của hãng nha các bác nhá, carbon thấy yên cũng nguyên zin của hãng luôn, Gian yên còn rất là tốt. Trước trên khung xe ghi ở bên Tài Loan, mọi người, chiếc xe chính hãng của Tài Loan, của Đài Loan các bác nhé. Theo nghiên cứu thì đây là một chiếc xe xuất sang thị trường châu Âu. Xe vẫn giữ nguyên được bộ lốp của hãng Gian, nguyên zin theo xe các bác nhé, 700 x 2 x 32 cc, lốp khá là to so với dòng đua. Cái bộ lốp này các bác có thể chinh phục những khung đường xấu cùng với bộ phanh đĩa đây, phanh đĩa Avis của Mỹ thôi nhé. Bộ bánh nguyên tập của hãng Gian. Gian với bộ chuyển động 10 thùng lít và hai đĩa cho xe 20 tốc độ các bác thay đổi nhé. Tất cả bộ chuyển động đều của Shimano. Khung rất là đẹp, có thể thấy khung dưới này đằng trước càng nhôm của hãng Gian Enduros. Phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gian, nguyên bản theo xe. Để các bác như em giới thiệu đầu video thì chiếc xe có tay phanh phụ nhé, các bác có thể cầm ở đầu ghi đông đây, đi như một xe touring thông thường. Muốn chuyển sang xe đua thì các bác có thể tự cầm bên này, 10 đi 2 đĩa cho xe 20 tốc độ, bộ tay đắp của Shimano luôn. Phanh Avis của Mỹ, phanh đĩa.
vành và lốp trước của xe cũng là của hãng Gian các bác nhé. Xe vẫn còn giữ được bộ lốp zin của hãng. Còn bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao đứng của xe. Xe có chiều cao không đứng là 46. Ngang là 49 các bác nhé. 950. Dưới 1m7 có thể đi người với xe này. 1m6 đến 1m7. Xe trang bị 10 tầng lip. Lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. 10 tầng lip của Shimano. Bên tay phải là bộ đùi đĩa 2 tầng của Shimano. Lên đĩa. Vâng, xe chuyển động rất là tốt. Xe rất là đặc biệt đến từ thương hiệu của Gian Enduras. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian Enduras 1. Với chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano và có bộ khung rất là đẹp nhé, tay phanh phụ, có thể đi được song song đường phố và đi tốc độ như kiểu dòng xe đua được, và bộ phanh đĩa của Avis Mỹ. Và chiếc xe được bán tại G&M mức giá là 14.800.000 miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm với nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại G&M. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.